Học bài 6, Xuân Quỳnh đã chỉ chúng ta biết cách tìm real love như thế nào. Văn học là nhân học, văn học là cuộc sống. Nghĩa là những điều trong văn chương hoàn toàn có thể áp dụng trong cuộc sống được. Như bài 6 là một minh chứng tiêu biểu, học bài 6 ta hoàn toàn có thể tìm ra chân ái đời mình thông qua những ý mà Xuân Quỳnh đã gửi gắm. Trong bài thơ này, Xuân Quỳnh đã chỉ ra một đối tượng được gọi là real love đích thực phải có những điều sau đây. Tình yêu đích thực phải là tình yêu có sự thấu hiểu, hiểu từ sở trường, sở đoản, sở thích, hiểu đạt đến cảnh giới không nói mà thấu thì real love đích thực rồi. Thứ hai, tình yêu đích thực là tình yêu mà khi bên nhau được là chính mình. Đấy, các em đọc câu thơ của Xuân Quỳnh viết đi. Vì sao sóng phải tìm ra tận bể? Vì bên sông chật chội quá, nó không được vẫy vùng, không được dữ dội thì nó phải bỏ đi chứ, yêu mà gò ép sao được gọi là tình yêu đích thực. Tiếp theo, để nhận ra tình yêu đích thực thì phải: khi nào ta yêu nhau không biết, vì mình yêu bằng cảm tính, yêu bằng rung động. Chứ mình yêu mà biết lý do kiểu như nó đẹp trai, nó nhà giàu thì đó là tình yêu pha ke rồi. Như vậy có thể thấy tình yêu đích thực phải là tình yêu được là chính mình, tình yêu có được sự thấu hiểu, tình yêu xuất phát từ con tim rung động. Trong năm qua, bạn đã tìm được real love của cuộc đời mình chưa? Comment để thầy cùng biết nhé.